Camry V6 3.5Q. Còn nay mà lên cao tốc mà đóng thì cho vẫn căng đét anh em ạ. Máy V6 này cực kỳ mạnh. Nói chung là xe mà đã hơn 10 năm sử dụng nhưng mà nhìn chất xe này mới con, táp lô và biếc những chi tiết này cực kỳ mới. Nói chung là xe của những người chung chung tuổi đi thì cực kỳ dữ rồi. Con này thì bên mình đang lên bộ đèn, đèn nguyên bản, đèn hơi tối. Đấy, xe này đang lên đôi X-Line V20 phiên bản mới nhất, công suất tốt là 60W/70. Cái này có cả liếc luôn nhé, hiện đại chưa? Bật đèn, 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 bật đèn